Vừa nhận được hàng cái con GoPro GoPro 9 GoPro 7 của shop Boy Camera đây. Shop Boy. Ở khui đi. Đi vào luôn. Khui kệ khui nào khui đi. Khui cái nào mà. Nhẹ nhẹ thôi. Ừ. Bọc tem. Keo ấy. Này. Mẹ nó quay. Vì là đây bị hành trình quay video các bạn. Giờ cần nên là đặt máy đem về thử chính thân nào đấy. Đấy, có phụ kiện trong này đấy. Bọc ra xem nào. Được, cái đó là cái gì? Sạc. À, quay trong nước. Cái cách. Nó lại lên như họ một gần lên đấy. Mọi người nó an toàn. Là cái làm bọc hiểm hắn làm xe đó đang cho mẹ đó đó là cái tay cầm tay cầm phao đấy bộ máy nó đấy. Thì đây em sẽ thử chất lượng của nó nha. Để gắn xe máy đây, gắn đồ ra. Đấy không? Sạc pin. Cái dây sạc đấy. Để đồ qua lại đây. Để đủ phương kiện nha. Sạc bây giờ cắm. Để xem cái máy nào. Cho xong có cục sạc đây nhỉ? Kia đây nè, cục của nó là không để không đưa. Đây các bạn, vừa nhận được cái con GoPro 7. GoPro này, hãng GoPro này. Để đi dạy được. Giá gồm 5.690.000.